Hai chị em bước xa cho ra một chút, gần nhau quá. Vào Minh Tân bước sang, bước sang kia một bước. Bây giờ 5:30. Bài Lão Hổ Thượng Sơn buổi thứ 8, học đến Nhất Quyền Đả Thú và Lão Hổ Vồ Mồi. Thì trong buổi sáng hôm nay các con ôn tập từ đầu cho đến Nhất Quyền Đả Thú và Lão Hổ Vồ Mồi, và học thêm hai câu, đó là Ngũ Phong Đả Mồi và Song Đa Phản Lộc. Bây giờ các con ôn từ đầu cho đến Lão Hổ Vồ Mồi. Chuẩn bị, chuẩn bị, mắt chúng ta nhìn về phía trước, lưng đứng thẳng, người đứng thẳng, hai tay để trên sườn, hơi cao một chút gần nách, chân đứng đứng hình chữ V. Chuẩn bị tập nhá. Chuẩn bị. Bái tổ. Bái tổ. Lão Hổ Thượng Sơn. Lão Hổ Thượng Sơn. Đọc rõ ràng lại. Bái tổ Lão Hổ Thượng Sơn. Bái tổ Lão Hổ Thượng Sơn. Một. Rõ vào cái khai, khai chứ không phải khai hay. Đơn tọa phục hộ. Hữu thủ yểm tâm. Hồi đầu hồi tọa. Không hát. Tạ thủ yểm tâm. Thứ 9, các con tập thêm Chiểu Phong Đả Mồi và Song Đao Phản Mộc. Thấy chưa? Bây giờ mình ôn ở đấy, xong mình đánh tiếp hai câu Chiểu Phong Đả Mồi và Song Đao Phản Mộc. Lại ôn lại cho đến đấy nhá, và tập tiếp hai câu. Sau mình tập hai câu đấy thôi. Chuẩn bị. Bái tổ. Bái tổ. Lão Hổ Thượng Sơn. Lão Hổ Thượng Sơn. Một.
hạ xuống, đánh trỏ, tay trỏ đập tay phải và tay trái đập vào bên trỏ tay phải. Hai, ba, thôi, làm lại lần nữa. Chiều phong đà bồi. Một, hai, ba. Nào, tập tiếp. Xong đo phần học. Hai, ba, thôi. Bây giờ các con tập hai câu, tập các hướng nhá. Đầu tiên, quay lại kia, tập sau quay. Nhất Tân bước sang bên này nửa bước, lui lại bên đằng sau nửa bước. Nào, đã ở vào rồi. Chiều phong đà bồi. Một. Hai, ba, xong đo phản học. Một, hai, ba, thôi. Chuẩn bị chân quay lại. Bên trái quay. Chiều phong đà bồi. Cắt nước uống nước đi con. Uống nước nữa không khổ hôm nay. Bố con mình giờ ốm hết rồi. Nó không rõ. Nào, mình chân uống không? Nhấm một chút nước. Dạo này trời mùa thu đang có sương. Bố con mình tập sớm nó hơi bị ốm. Rồi. Thôi để mà chơi. Nào, hai con tập trung lên một chút. Nào, thôi tập lại từ đầu. Ôn thật chậm. Mình ôn thật kỹ. Học công phu. Chuẩn bị. Chân mình chặt. Không sắn lên thế. Nắm tay lại. Bái tổ lão hổ thượng sơn. Bái tổ lão hổ thượng sơn. Hai. Ba. Mình ngửa lên, tay trái úp xuống. Chúng ta chém từ trái qua
con nhìn bố nhá. Chân ở đinh tiến tấn, hay người ta gọi là tiền phương tấn. Tay trái thì úp để dưới kiểu tay phải thì ngửa chém, được chưa? Đứng thẳng, mắt nhìn về phía trước. Thứ hai, chân phải mình bước lên, tay phải mình để ở dưới, úp xuống, tay trái ngửa cái cạnh ngoài bàn tay ra, chúng ta đẩy về phía trước. Thứ ba, chân trái bước chéo chân phải, quỳ xuống chân trái, hai tay phạt sang hai bên, gọi là song đao phản mộc. Thôi. Nào, hai con ôn mỗi hai câu thôi. Hướng sang bên kia. Từ lão vào vào mồi. Chân trái bước lên. Nhất thân, mình thân. Chịu phong đào mồi. Song đao phản mộc. Một. Hai. Ba. Rồi. Bây giờ em Minh Tân đọc cho chị Nhất Tân đấy. Một lấy sách cho đọc. Không hai con không thuộc được thiệu. Rồi, hôm qua con đọc trước, hôm nay thử xin ai đọc trước được không sao đâu. Hai con ôn. Này. Con nhìn chị đọc nhá. Nhất Tân. Con đừng tránh ra. Rồi. Hữu thủ điểm tâm. Con đọc quá rồi. Bố đặt ngay trang dưới đây. Sai tay. Nhất quyền đặt ư. Chiều phong đả bôi. Xong đã phản bốc. Đọc sai. Tao đánh cho con. Em đếm đâu. Nào. Phạt ra. Con đánh sai rồi. Được rồi. Con rồi, được rồi, rồi. Nào, Nhất Tân đọc cho em. Đây nha, trang này sang trang này, trang 3 này sang trang 4 chứ chưa. Nào đọc đi. Con đứng lên một chút. Mấy trà này xong mẹ ăn chăn. Chạy đây. Nào. Lão hổ vồ mồi vồ hết cân gà giờ. Con đứng lên một tí. Thôi từ từ đã. Chú ý. Đọc lại chưa đọc. Đầu vào chú ý. Đầu vào đọc đấy. Chú ý. Bái tổ lão hổ chợ sơn. Con cứ đánh đi. Chị chỉ đọc câu thiệu thôi. Con chịu đếm bằng một. Đếm thầm. Bái tổ lão đúng rồi, chấp thủ khai mã đã. Ăn vỏ thôi. Xong. Đôi chỉ còn rồi. Xong đau. Phạt máu cũng. Đau phần một.
hai con tự ôn đi. Hai con tự ôn. Tự ôn, tự mình ôn không cần ai đọc cả. Tự ôn đi. Không, sáng mấy buổi tự ôn đi con. Tự mình tự ôn thôi. Chú ý nhá. Các bạn chú ý nào. Nào. Nhấp. Các con đã tập cái bài Lão Hổ Thượng Sơn từ đầu đến Song Đao Phản Lộc. Trong bài quyền này chúng ta tập từ đầu đến nay nó có các kiểu tay sau. Thứ nhất, như này mình gọi là bình thường ở ngoài cuộc sống người ta gọi là năm đấm nhá con nhá. Năm đấm như chưa? Như cách thực hiện cái tay này như nào? Con nhìn bố này. Là mình nắm triệt để cái ngón này, tôi giới thiệu lại nhá, trỏ là ngón đầu tiên nhá, ngón đa là ngón giữa, ngón thứ ba ngón đeo nhẫn, ngón bốn là ngón út vào lòng bàn tay, đầu các ngón tay trỏ giữa ngón út tiếp chạm mạch thứ nhất. Mạch đầu tiên chia lòng bàn tay ba phần nhá, thì kia bàn tay mình có ba gì nhở, tiếp chạm mạch thứ nhất chia lòng bàn tay thì ba phần, thì đầu các ngón tay mình tiếp chạm mạch thứ nhất nhá. Ngón cái chúng ta gặp hình chữ U này, thấy chưa, mu ngoài hai ngón trỏ vào giữa. Đấy, ngón cái của nó gặp hình chữ U, má trong của nó tiếp mu ngoài hai ngón trỏ giữa. Khi mình nắm tay quyền, nắm đấm này này, nắm chặt, nhưng không được lên gân nhá. Con này không được lên gân, nhớ chưa? Để khi mình chiến đấu thì tay mình nó không được cứng, nhớ chưa? Để con được lên gân, được chưa? Đây, nắm này.
Đây, không lên cân, phải không? Đây, chiến đấu không lên, không cứng tay nhá. Để mình chiến đấu cứng tay. Được chưa? Thứ nhất là tay quyền, nhớ chưa? Mình vào tay gì? Tay quyền. Thứ hai, tay đau. Nhìn này. Tay đau, nhìn thấy chưa? Tay đau, hoặc còn gọi là tay trưởng nhá. Là duỗi thẳng cái ngón này, con nhìn này. Duỗi thẳng cái ngón, nhìn bố. Ngón trỏ này, ngón giữa, ngón đeo nhẫn thì duỗi thẳng ra, được chưa? Riêng ngón cái gặp phải chữ U, mình duỗi thẳng, mình căng tay, nhưng không được căng quá nó cong tay, mình đầu cái đốt thứ nhất chúng ta gập cong lại để cho thẳng, người ta gọi là tay đao, gọi là tay gì? Tay trưởng nhá. Còn thứ ba gọi là tay chảo. Đây là tay chảo, được chưa? Tức là lão hổ vồ mồi, được chưa? Nhớ tay chảo chưa? Lão hổ vồ mồi. Thì cách thức thực hiện cái tay này như thế nào? Là mình xòe tay như chân đại bàng như vớt hổ. Nhìn thấy chưa con? Lão hổ vồ mồi mà, xé con mồi ra. Xòe tay như chân đại bàng như vớt hổ. Các ngón tay, đốt thứ nhất ở ngoài vào, con nhìn thấy chưa? Tạo đốt thứ hai khoảng 140 độ, 140-160 độ. Đốt thứ hai tạo với đốt thứ ba khoảng độ 90 độ đến 100 độ. Riêng con cái thì đốt một tạo với đốt hai khoảng độ 90 độ. Các ngón tay bắt khung hình gì? Hình chảo và luôn có xu hết, chụm đầu vào lòng bàn gì? Bàn tay đừng chuyển sang tay khác nhá. Sang tay xà, tay đao, tay quyền, thấy chưa? Con các em, à các con, tập xoạc chân, hít thở, đến nghỉ. Bây giờ gần 6 giờ rồi. Gần 6 giờ rồi, còn đi lên trường tập. Hôm nay có sốt rồi, vì hôm nay phải lội rồi. Ừ, hôm nay đọc tập luyện. Các con tập tốt đi, xong mình nữa bố chỉ hướng dẫn cho bố phải tập nhá. Sân mình đủ rộng, bố tập và con tập, bố dậy xuất. Sau này bố con mình cùng nhau dạy tập, được chưa? Con tập đi. Chứ bây giờ bố cần đi bố dạy con, con tập. Thôi bây giờ 6 giờ kém á, 5 rồi, nghỉ đi con nhỉ. Nghỉ xong mình về chuẩn bị đi học. Nghỉ sớm một chút, về đánh răng rửa mặt. Nóng quá thì tắm băng. Ừ nào, có chú ý, nào. Ngoài thời gian bố tập dạy ra con phải khi nào dỗi thì cũng tập, thấy chưa? Như buổi chiều. Như bây giờ buổi chiều, buổi tối bố con cùng nhau tập. Các con nhớ hay về các con lấy sách, con chép bài tu thiện rồi nhá, cái bài thơ ấy, thấy chưa? Chép vào đọc thuộc đi. Hai con chưa thuộc đâu. Lấy sách của bố ra chép. Rồi, chép vào nhá. Để đọc. Nào, chú ý nào. Chú ý. Nghĩ. Hai con, một con cầm sách, cầm ghế, một con cầm nước cho bộ.